Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đến với tập 16 của Serie AC Milan cày chay lần này. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi nửa chặng đường còn lại của series này rồi đó. Và mở đầu cho tập 16 thì theo Hernandez, MLL sẽ là cái tên mới được mình ký hợp đồng dài hạn. Nhưng nhìn chung có vẻ như lương của anh ta hơi cao khi mà ở vị trí hậu vệ cánh nhưng lương lại lên tới 22 thì thật sự không phù hợp một chút nào. Nhưng theo mình nghĩ nếu biết cân bằng thì ok thôi. Và không biết là theo mùa này có đá được trung vệ không nhỉ? Mọi người cùng cho mình ý kiến nhé. À, giờ reset của anh ta sẽ là chặn 50 tới lẻ 10. Nhưng thường mình để ý từ giờ lẻ tới 00 đến 10 ấy, là cái khoảng thời gian mà đa số anh ta nhảy giá nhiều nhất đó. Và nếu anh em không có nhiều thời gian để săn và cái giá 3370 như mình đấy thì cũng là một lựa chọn hợp lý. Theo này mình không săn nha, hôm qua thì mình có việc đặt đại giá này thôi, đặt là 3370 thì hôm nay em nó về rồi, mặc dù lúc đó là slot thứ 30 luôn. Và theo mình nghĩ giá này sẽ là một cái giá hợp lý để mọi người cùng đặt đó. Nói thêm một chút về trung vệ của AC Milan, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em có thể cân nhắc như là Baresi, Tomori, Kalulu và Bonucci, hay điển hình nhất là cặp Manini, Nesta. Thật sự có anh em vẫn bảo là tại sao mình không dùng Tomori, thì hôm nay mình sẽ giải thích. Mình là một trong những người không thường xem Milan thi đấu, không thường xem luôn nhé, từ ngày xưa cho đến nay. Nhưng khi nhắc đến thằng Milan, mọi người sẽ nhớ về cầu thủ nào? Riêng mình khi nói tới Milan, đúng không? Trong đầu mình tự dưng hiện rõ nhất hai cái tên, đó là Manini và Nesta, bộ đôi trung vệ huyền thoại. Vậy, theo mình nghĩ, có vẻ như Manini là biểu tượng của sự trung thành, là linh hồn của thằng Milan, giống như Zidane trong nước Pháp vậy đó. Nên chắc chắn rồi, sẽ không có một trung vệ nào có thể thay thế được anh ta đâu. Và đã có Manini thì chắc chắn sẽ có Nesta, nên trong series này, bộ đôi trung vệ mình sử dụng sẽ không có ai thay thế được Manini và Nesta. Và quay trở lại với đội hình thì vẫn như mọi ngày, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cầu thủ mới. Kessié MLL đang bị fix giá, chỉ số lên tới 109, nhưng giá cả chỉ hơn 2 tỷ BP mà thôi, và giá thật của anh ta cũng hơn 8 tỷ luôn đó nha. Nên nếu không tranh thủ săn, đợi đến khi nào đây? Và ông này cũng khá là hài, rõ ràng trên thẻ là có tóc, nhưng vào game, anh ta cứ hói như là Zidane vậy, không hiểu kiểu gì. Và đây rồi, chạy đâu cho khỏi nắng, KPI hàng ngày, giả lập 5 trận, đã xếp hạng 5 trận 1 vs 1, thì đây là tất cả những gì mà mình nhận được. Hôm nay có vẻ như BP hơi nhiều đấy, và cùng xem mở ra sẽ được gì nhé. Đúng như mình dự đoán, hơn 2 tỷ BP trắng luôn, và BP nhiều nhưng gói cầu thủ mở ra lại không quá chất lượng. Tổng của ngày hôm nay, mình thu về hơn 2 tỷ BP rồi đó. Mỗi ngày như vậy thôi là quá ổn định rồi. Và không biết là mọi người có để ý hay là không, đa số tất cả các tập mình làm thì đều có ad vip nhé. Có khi 30 ngày trừ 4 5 tập đầu ra thì tất cả các ngày còn lại đều có ad vip hết đấy. Nếu ai tạo lại cái chung với mình thì sẽ rõ thôi, quá nhiều sự kiện, quá nhiều ad vip từ 23 Vietnambet, SVPL cho tới xem đá giải vẫn được code ad vip. Và nếu như anh em không có thời gian xem nhưng vẫn muốn có code thì đừng quên vào group của mình nhé, Phúc Zola Học Viện Nông Dân. Nếu như ngày nào đó có đá giải thì mình vẫn share code lên đều đều, hoặc ngày thường thì chúng ta có thể đăng những bài tư vấn cầu thủ hoặc là những cái bài đăng vui vẻ, hãy cùng vào để giao lưu nhé. Và nếu đã xem được đến đây rồi, đừng quên để lại một follow để giúp bạn có thể theo dõi nhanh hơn về Serie AC Milan cày chay này nhé. Và hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Fourth official has indicated at least 2 minutes of added time.